là cố gắng giảng chậm nè, rồi đề bài nè, đề bài đó là x bình trừ 2m trừ 1 x trừ 3 bằng 0. Câu A đó là tìm chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m m. Câu B đó là tìm m chấm hỏi để x 1 phần x 2 bình cộng x 2 phần x 1 bình bằng m trừ 1. Thứ nhất, câu 1 quá dễ. Thứ hai, câu này thì các bạn nhìn đây là biểu thức đối xứng. Biểu thức đối xứng là sao ạ? Là biểu thức ở đó khi ta thay x1 nè bằng x2 bằng x2, cũng như là ta thay x2 bằng x1 thì cái biểu thức đó không đổi, được chưa? Không đổi thì người ta gọi là biểu thức đối xứng. Khi gặp biểu thức đối xứng thì bài toán nó trở nên đơn giản. Thì câu A trước nha mọi người, câu A nè. Các bạn viết lại đề nè, x bình trừ 2 m trừ 1 x trừ trừ 3 bằng bằng 0. Được chưa? Rồi xác định giúp là A nè, B nè và C. Vậy A bằng 1 nè, B bằng trừ 2 m trừ 1 nè và C bằng trừ 3. Ở đây các bạn gặp bài toán liên quan về phương trình bậc 2 chứa tham số m. Nếu có thể tính bằng delta hoặc là delta phẩy, có thể tính bằng delta phẩy thì khuyên các bạn hãy tính bằng delta phẩy giúp lỡ nha, để cái bài toán trở nên đơn giản nhất, được chưa? Đơn giản nhất đó. Vậy mình phải tính b phẩy bằng b chia 2, lấy thằng này chia 2 vậy là trừ m trừ trừ 1. Sau đó các bạn tính delta phẩy bằng b phẩy bình trừ ac. B phẩy bình đây, lấy thằng này bình và nhớ cẩn thận có dấu trừ, đóng cái ngoặc vào giúp lỡ. Trừ a là 1 nè, c là trừ trừ 3. Rồi tới đây bình phương mất dấu trừ, vậy là m trừ 1 tất cả bình, đây trừ trừ thành cộng, 3 nhân 1 là 3. Được chưa? Rồi tới đây thì các bạn không cần khai triển nữa, thì các bạn nhớ đến kiến thức đó là a bình cộng b thì luôn luôn lớn hơn bằng b. Đây là kiến thức về tìm giá trị lớn nhất cũng như là giá trị nhỏ nhất nha. Thì a bình nè cộng b nè là 3 nè, dạng này luôn luôn lớn hơn bằng 3. Lớn hơn bằng 3 thì đồng nghĩa phải lớn hơn 0, và cái chỗ này nè các bạn không cần viết vào, được chưa? Với mọi m. Sau đó các bạn kết luận phương trình có hai nghiệm phân biệt với mọi m. Tiếp tục để giải quyết bài B thì các bạn nghĩ ngay đó là hệ thức VS nha các bạn. Hệ thức VS thì các bạn xác định S bằng X1 cộng X2 bằng trừ B chia A. Trừ B đâu ạ? Trừ B đây. Trừ trừ thành cộng nè. Chia 1 khỏi chia bằng 2 M trừ trừ 1. Được chưa? Tiếp theo mình sẽ tính B nè bằng X1 nhân X2 bằng C chia A. C chia A vậy ra trừ trừ 3. Khi có SB rồi các bạn viết lại cái biểu thức này giúp là x1 phần x2 bình cộng x2 chia x1 bình bằng m trừ 1. Rồi tới đây thì các bạn chỉ cần tìm mẫu thức chung x1 bình nhân x2 bình. Thì x2 bình thiếu gì ạ? X1 bình, lấy thằng này nhân cho x1 bình ra x1 mũ 3. Tiếp tục thằng này cũng vậy, x1 bình thiếu x2 bình thì nhân cho x2 bình ra x2 bình mũ 3 bằng m trừ trừ 1. Ok chưa? Sau đó các bạn hãy dùng hằng đẳng thức, nhưng mà trước khi bỏ mẫu nha các bạn. Bỏ mẫu thì các bạn nhớ nè, ở đây mình nhớ đây là nè, các bạn nhìn vào đây nè, thôi để chút sau đi để cho các bạn dễ thấy, sau nữa đi rồi bắt đầu để cho các bạn dễ thấy nha. Rồi đây là a mũ 3 cộng b mũ 3, các bạn nhớ a mũ 3 cộng b mũ 3 bằng a
cộng b a a cộng b nhân a bình trừ a b cộng b bình, được chưa? Rồi vậy xảy ra là x1 cộng x2 nhân x1 bình cộng, xin lỗi, trừ x1 nhân x2 cộng x2 bình. Ở dưới chia x1 bình cộng, xin lỗi, x1 bình nhân x2 bình chính là x1 nhân x2 tất cả bình bằng m trừ 1. Rồi tới đây các bạn thế vào nè, đây nè. Rồi mình làm chậm một bước nữa đi để cho các bạn thấy nè. Đây hai thằng này các bạn đưa lại gần giúp lợn. Đó. Và hôm nay các bạn viết ra bài phía sau nè, nhớ đi đâu mang theo dấu của người ta ra. Được chưa ạ? Đây x1 nhân x2 tất cả bình. Ok chưa ạ? Vậy từ đây sẽ tương đương nè, đây chính là s nè. Nhân đây chính là gì ạ? S bình trừ s bình trừ 2b đó, s bình trừ 2b. Đây là trừ b nè. Chia cho đây là b gì ạ? B bình bằng m trừ 1. Sau đó các bạn rút gọn một lần nữa đi ạ. Ra s nè nhân s bình trừ 3b chia cho b bình bằng m trừ 1. Sau đó các bạn thay sb vào, thay sb vào nè các bạn. Đây, s đây nè, b vào nè. Vậy mình sẽ tương đương s là 2m trừ 1 s bình nè trừ 2, xin lỗi, cộng 2m trừ 1 tất cả bình trừ 3b là trừ trừ 3. Đó. Và ở đây các bạn chia cho gì ạ? B bình là trừ 3 tất cả bình bằng m trừ trừ 1. Được chưa ạ? Các bạn cố gắng trừ 2b đâu ạ? À? Đây chỗ này nè bạn, thuộc giúp lợi đi ạ. À. Thuộc giúp lợi đi ạ. À. X1 bình cộng x2 bình là bằng s bình trừ 2b nha. Nhớ thuộc chỗ này giúp lợi, được chưa? Đó, là chỗ này nè. Đây, đây là đây nè, còn đây là đây nè. Được chưa? Đó. Vậy tương đương nè, 2m trừ 1 bình phương nè, ra đây là 4m trừ 1 tất cả bình trừ trừ thành cộng là 9 nè. Được chưa? Và ở đây là gì ạ? 3 trừ 3 bình là 9, chuyển qua đây luôn là 9 nhân m trừ trừ 1. Và các bạn mang qua một vế giúp lợi, mang qua một vế nha. Đừng phân phối vội, đừng phân phối vội nha mọi người. Đừng phân phối vội. Đó, đừng phân phối vội. Trừ 9m trừ 1 bằng bằng 0. Và các bạn quan sát đi ạ, hai thằng này có chung gì ạ? À? M trừ 1 mang ra. Vậy mình sẽ còn lại là 2 4m trừ 1 tất cả bình cộng 9 trừ trừ 9 đóng ngoặc bằng bằng 0. Đây là dạng nhân đúng không ạ? À? Thì thằng này bằng bằng 0, thằng này bằng bằng 0. Ok chưa? Đó. Bài này chủ yếu là hơi dài hơn nha các bạn, chứ không có khó nha mọi người. Vậy mình sẽ tương đương nè, m trừ 1 bằng bằng 0. Vậy mình giải luôn, là m bằng 1 luôn. Và ở đây 2, đây nè, bằng 0 nè, 2, 4, m trừ 1 bình cộng 9 đóng ngoặc trừ trừ 9 bằng bằng 0. Rồi tới đây các bạn tính toán giúp lợi nè. Ở đây các bạn giải rồi, các bạn kiểm tra xem coi nó có nhận không nha. Thì mình hồi nãy mình kết luận với mà m đây nhận nè. Rồi ở đây các bạn phân phối vào nè, đã 8 m bình nè, hằng đẳng thức nè, trừ 2 a nhân b cộng b bình cộng cho 2 nhân cho 9 là 10, 18 trừ 9 bằng bằng 0. Rồi tương đương nè. Rồi ở đây các bạn thấy gì ạ? À? Đây ra bao nhiêu ạ? À? Ra 9 nè, đã 8 phân phối vào 8 m bình trừ cho 16 m cộng 8, đây là cộng 9 bằng bằng 0. Rồi các bạn rút gọn nè, 8 m bình trừ 16 m cộng 10, 17 bằng bằng 0. Sau đó các bạn đã quay về phương trình bậc mấy à? Bậc 2 a b c. A bằng 8 nè, b bằng trừ 16 nè, c bằng 17. Và các bạn tính đen đen ta xem coi nó có bao nhiêu nghiệm, và các bạn giải tiệm m và có bao nhiêu m các bạn nhận hết, bởi vì cái này đúng với mọi em
Đúng, phương trình bậc 2 có hai nghiệm, phương trình này có hai nghiệm phân biệt với mọi em m, được chưa? Và các bạn kiểm tra lại bằng máy tính nè, các bạn kiểm tra lại bằng máy tính là on mod 53 thì xuất hiện a nè, b nè và c. 8 bằng trừ 16 bằng 17 bằng bằng đó, thì ở đây ra vô nghiệm nha các bạn, vô nghiệm, kết luận đây vô nghiệm đó, vô nghiệm vậy không, vậy vô nghiệm ở đây vô nghiệm nha, delta nhỏ hơn không, vô nghiệm đó, vô nghiệm, được chưa? Vô nghiệm thì đồng nghĩa vậy, mình kết luận vậy m bằng bằng một, thỏa mãn đề bài, được chưa? Ok chưa?